Kính thưa quý khán giả của Sala TV, hôm nay Sala đứng ở trước cổng tam quan của một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở tại Châu Đốc An Giang, đó chính là chùa Hang Phước Điền Tự. Và đây là một ngôi chùa mà cách đây khoảng 2 năm về trước, Sala đã hữu duyên về đây để thâu một video giới thiệu về chùa Hang Phước Điền Tự. Và kèm theo đó là một câu chuyện kể về lúc mà còn nhỏ, mình đã từng trải nghiệm đi chùa với sự thích về đôi mãng xà ở trong hang của chùa. Và hôm nay Sala trở lại đây để thâu lại video này để giới thiệu cho quý vị hình ảnh của chùa Hang Phước Điền Tự trong năm mới 2023. Video trước đây Sala thâu hình cũng đã đạt được trên 1 triệu view và được sự ủng hộ quan tâm của rất là nhiều khán giả trong và ngoài nước. Ngày hôm nay một lần nữa kính mời quý vị khán giả trong nước và bà con Việt kiều hải ngoại trở lại chùa Hang Phước Điền Tự và cùng trải nghiệm cũng như là tham quan và chiêm bái Phật tại chùa Hang một lần nữa với Sala TV quý vị nhé. Hôm nay đối với quý vị là một ngày chủ nhật, cho nên là Sala chọn cái thời gian này đi chùa Hang để mà hòa mình cùng dòng người hành hương. Nó như quý vị nhìn thấy đó, ở phía trên những bậc thang của chùa Hang là có rất là nhiều du khách và Phật tử cũng như là người dân địa phương đến bái Phật trong ngày hôm nay. Ở bên đây chính là bãi xe mình giữ xe máy nè quý vị, và tại đây có những cái quán nước, hàng quán rất là nhiều, mình có thể dừng chân nghỉ ngơi để bắt đầu một cuộc hành trình lên những bậc thang đến chiêm bái cũng như là đến một cái nơi rất là tâm linh, đó chính là một cái hang đá ở trong ngôi chùa này, nơi đó gắn liền với một cái câu chuyện về đôi mãng xà đã xuất hiện từ rất là lâu. Hai. Cảm ơn em nha. Một vị khách hành hương cũng rất là gọi là rất là gan đúng không? Đứng trước camera hai. Đây là những bậc thang đầu tiên Sala đưa quý vị khán giả đến với lại chùa Hang Phước Điền Tự trong năm nay quý vị nhé. Và mình nhìn lại hai bên có rất là nhiều cô bán những cái món ăn, những cái cốc xoài. Dạ, chảy nước miếng luôn. Để lát nữa đi em quành xuống em ủng hộ mấy chị ha. Đó, nhìn xoài không là nói chuyện hết được đó quý vị, nó chảy nước miếng ra ngoài. Đây là ngôi điện thờ đầu tiên mà khi mà mình bước lên khoảng vài chục bậc cấp thôi. Ngôi điện thờ đầu tiên của chùa Hang. Khi mà Sala đến chùa Hang đó quý vị, mặc dầu là trời nắng nhưng mà có những cái hạt mưa lơi rơi nhẹ nhẹ thôi quý vị ạ. Tại ngôi điện thờ này đó quý vị, cũng có một con đường từ đây mình cũng có thể đi lên chánh điện của chùa Hang, nhưng mà để Sala quành lại con đường chính ở phía dưới để thâu hình cho quý vị tiếp tục quý vị nhé. Quý vị có thể thấy là anh Bảo trong thời gian mà đi đi với Sala, anh cũng rất là kỹ, mặc kiến khẩu trang đồ, áo khoác đồ. Vẫn tiếp tục là chai nước, cây quạt với cái ba lô cùng đồng hành. Quý khán giả mà nhận diện ra biết là nhìn thấy anh Bảo là biết không? Vậy hả? Không, nhìn là biết liền à. Cây quạt với ba lô với chai nước. Chào chú ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe, cầu được nhiều bình an chú nhé. Hôm nay quý vị ơi, đặc biệt là khi mà mình về lại chùa Hang đó, có nhiều cô chú và các em cũng như là anh chị đi cúng chùa, và khi thấy cái máy quay của youtuber
YouTuber đó quý vị, thì mọi người hân hoan chào đón. Đó là cái niềm vui nhất là khi mình làm YouTube quý vị ạ, đi tại các cảnh chùa và gặp được những cô chú mà có nhã ý xuất hiện trên hình mà không có ngại đó, đúng không? Chúc cô bình an nhiều sức khỏe nha. Dạ, có coi YouTube chờ cô vô Sala TV. Có luôn hả? Dạ, cảm ơn cô nha. Cái gì cô từ xa cô nhìn Sala cô cười cười thì ai cô biết rồi. Bây giờ giống như là mình không còn xa lạ nữa quý vị ạ. Về miền Tây đó thì hầu như là đi đâu đa phần là người ta biết đến Sala. Ở tại đây đó quý vị, có một bên phải người nhà chùa đã để một cái sơ đồ chùa hang. Cái sơ đồ này là giúp mình có thể là mình sẽ biết được từng cái điện thờ ở trong chùa hang. Và tại đây thì có đến 23, không 44 nữa, 44 công trình Phật Pháp và các điện thờ. Để Sala thâu cho quý vị nhìn thấy khái quát sơ đồ chùa hang. Cái nơi vừa rồi mình vào bái đó chính là địa tạng Bồ Tát Điện đó. Phước Điện Tự đó quý vị, là một ngôi chùa cổ đã gần 200 năm. Tính từ cái thời điểm được khai sơn là năm 1840 đó quý vị. Và đến nay là cũng gần 200 năm rồi. Và sau khi được trùng tu những cái cảnh quan cũng như là trùng tu lại chánh điện và các Phật cảnh ở trên đây, thì báo chí đó họ nói rằng là chùa hang là một ngôi chùa ở trên triền núi đẹp nhất ở tại Việt Nam. Trước khi đến chính điện đó thì Sala đưa quý vị đến tham quan một cái Phật cảnh. Đó là một cái sân ở phía trước chùa. Không có lên đó, anh ra đây trước. Cảm ơn nhiều nha. Tại sân chùa này thì Sala cũng đã từng đến đây để trực tiếp cho quý vị về video chùa hang. Từ cái sân ở trước chùa đó, mình có thể nhìn ra bao quát một cánh đồng ở phía dưới. Nhà dân xa xa là dãy núi của Thác Sơn đó. Và phía bên kia những ngọn núi xanh xanh như thế này nữa quý vị. Xa tiếp bên đó chính là biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Những ngọn núi là những ngọn núi ở bên Campuchia đó. Ở đây sẽ là thâu cho quý vị nhìn thấy là tượng của Tứ Đại Thiên Vương, bốn pho tượng màu trắng rất là đẹp. Phía dưới chính là hồ sen, bên kia là điện thờ Đức Phật Di Lặc. Chính giữa chính là ngôi Đại Hùng Bảo Điện, một cái công trình kiến trúc mà tựa vào núi như thế này rất là đẹp. Sau khi đưa quý vị đi chiêm bái tượng của Tứ Đại Thiên Vương thì bây giờ mình trở lại con đường để mình hành trình
lên chánh điện của Phước Điền Tự. Nhưng mà trước khi chánh điện, lên chánh điện đó quý vị, Sala vào bên trong nhìn cho quý vị thấy hồ sen. Đây là một cái hồ sen cũng rất là đẹp, cũng là một cái gọi là một cái phong nền của chụp hình xong chưa? Ngồi luôn hả? Chào em. Đây là một cái phong nền cũng rất là đẹp của rất là nhiều những người đi cảnh chùa đó, đi bái Phật đó, là vào đây để chụp ảnh, nơi đây đẹp lắm. Tại đây Sala cho quý vị nhìn thấy một cái cảnh rất là đẹp. Đứng từ đài Phật Di Lặc nè, mình nhìn ra mình sẽ thấy được những cái công trình Phật Pháp kèm với lại một cái hồ sen, có một cái con đường đá đi ngang đẹp vô cùng. Sen hôm nay, sen này là sen súng đỡ rất là đẹp. Ở phía dưới là có những cái hoa màu cam, quý vị, màu tím cũng có đó, màu hồng hồng, màu trắng nhiều lắm. Ở trong cái video mà hơn 1 triệu view đó là anh Bảo núp ở trong cái cây này nè, xuất hiện ra làm cho khán giả cũng hết hồn luôn quý vị. Nhưng mà năm nay anh Bảo không có làm gì nữa rồi. Bữa nay có cái chiêu thức nào nữa không? Gọi là để hôm nay kiếm chiêu nào mà lạ lạ mới mới để đạt chùa hang 2 triệu view chứ. Anh Bảo này cũng tham quá. Clip trước được 1.1 triệu view đó, clip này được 2 triệu view nha. Các quý vị ơi, không phải là mình không phải mà Sala muốn thâu với cái nhiều lượt view như vậy đâu. Tại vì mình có nhiều lượt view thì tất nhiên là ngôi chùa mình thâu được quẳng, được hình ảnh, được nhiều Phật tử cũng như là được nhiều du khách biết đến, thì người ta sẽ tìm đến đây để chiêm bái cũng như là cầu an, cầu phước và vãng cảnh tại đây. Và trước khi mình vào trong chánh điện và mình đi vào các Phật cảnh tiếp theo đó quý vị, thì tại đây mình sẽ để dép lại quý vị nhé. Mình không có mang dép lên. Chai nước, bánh kẹo, tất cả những cái thứ mà đồ ăn vặt đó quý vị phải để lại hết, không có đem lên trên chánh điện cũng như là đem vào trong hang. Bởi vì nếu mà đem vào trong đó thì tình hình đó là xả rác sẽ nhiều lắm. Ngay bây giờ Sala mời quý vị khán giả của Sala TV hãy cùng vào trong chánh điện của Phước Điền Tự và đến một hang đá, nơi đó có tượng của đôi mãng xà, cũng như là nơi mà người ta tái hiện lại câu chuyện về truyền thuyết về đôi mãng xà ở tại Phước Điền Tự. Vào đó thì bắt đầu Sala sẽ thâu hình cũng như là kể lại cho quý vị nghe đôi nét về lịch sử hình thành của chùa hang quý vị nhé. Vào những năm giữa thế kỷ thứ 19, ở vùng Chợ Lớn có bà Lê Thị Thơ làm nghề may vá. Sau khi lập gia đình, bà gặp hoàn cảnh trái ngang nên bà đã tìm về vùng núi Sam Châu Đốc để đầu Phật. Bà làm nghề may cho nên dân vùng núi Sam còn gọi bà là bà Thợ. Bà Thợ xuất gia với pháp danh là Diệu Thiện và tu tại chùa Tây An một thời gian. Do chùa Tây An có nhiều người lui tới,
bà lại muốn tu hành yên tĩnh, nên bà đã đi về phía triền núi Sam cách đó khoảng 2 cây số và cất một cái am nhỏ cạnh một cái hang để tịnh tu. Vì cảm mến đức độ của sư bà Diệu Thiện, năm 1885, ông Phán Thông, tên thật là Nguyễn Ngọc Cang, đã cùng nhân dân quanh vùng góp tiền của xây dựng chùa với nền lát gạch tàu, mái ngói, cột gỗ căm xe, đặt tên cho chùa là Phước Điền Tự, nhưng nhân gian vẫn quen gọi đây là chùa hang. Sư bà Diệu Thiện tu hành và hoằng hóa Phật pháp tại vùng này một thời gian, đến năm 1899, sư bà đã viên tịch, thọ 81 tuổi. Mộ tháp của sư bà được xây ở phía trước chánh điện của chùa hiện nay. Và ngày nay, trong dân gian còn lưu truyền cuốn sấm giảng bà thợ, lời lẽ giản dị, dễ hiểu, khuyên người đời làm lành chánh dữ. Và sau khi quý Phật tử và du khách hành hương đảnh lễ pho tượng của Bổn Sư Thích Ca, quý vị có thể nhìn sang bên phải là sẽ thấy một lối vào một cái hang động. Ở trước cửa hang là tượng của hai vị hộ pháp. Lối vào hang thì sâu khoảng 10 thước. Trong hang thì ánh sáng yếu ớt. Hai bên đặc biệt có hai tượng của hai con rắn dài khoảng 5 thước. Và nhìn vào thì rất là dữ tợn. Tương truyền là ngày xưa trước khi bà thợ đến đây tu hành, thì cặp rắn này rất là hung hãn, thường hay xuống núi quấy nhiễu người dân. Nhưng khi bà thợ đến đây ngày đêm đọc kinh, thì hai con rắn trở nên hiền lành và thường nằm im nghe kinh kệ của bà thợ. Bà thợ đặt tên cho hai con rắn là Thanh Xà Bạch Xà. Và sau khi bà thợ viên tịch thì người dân trong vùng không còn thấy hai con rắn này nữa. Nhưng mà để đảm bảo sự an toàn cho nên người ta đã bịt kín miệng hang và đặt bàn thờ của Tây Phương Tâm Thánh ở phía trước như hiện nay mà Sala đến thu hình cho quý vị nhìn thấy. Sau khi quý vị nghe Sala kể lại đôi nét về lịch sử hình thành Phước Điền Tự cũng như là câu chuyện về đôi mãng xà ở tại Phước Điền Tự, ngay bây giờ Sala sẽ đưa quý vị cùng hành trình với Sala vào một hang động. Đây là một cái hang mà hang nhân tạo, thưa quý vị. Sau khi nhà chùa trùng tu và nhà chùa đã tái hiện lại một cái hang ở đây, và bắt đầu mình sẽ trải nghiệm những cảm giác đi vào trong hang cùng với Sala quý vị nhé. Lúc này vào trong hang đó quý vị, ở trong hang là nhà chùa đã đặt những cái đèn cảm ứng. Đó. Anh Bảo bật cái đèn LED lên hỗ trợ anh Bảo ơi. Cái đèn cảm ứng không hiểu vì sao tắt rồi. Vừa rồi là quý vị nhìn thấy tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát
À, lên đây thì bắt đầu đèn đó, đèn nó nhận diện lại. Ở trong hang đó quý vị, cái cảm giác mà mình đi á, mình cảm giác giống như là nó lạnh lạnh. À, nó có cái không khí nó lạnh lạnh quý vị. Ở đây là mình đến Tây Phương Vũ Điện Tổ Đạt Ma Khai Thị. Hôm nay thì Sara sẽ không rẽ bên phải nữa mà đi tiếp tục đi bên trái. Vì hang ở đây có những cái con đường đi, nhưng mà cuối cùng thì sẽ bắt đầu gặp nhau ở nơi Tây Phương Vũ Điện đó. Nghe anh Sara, anh Sara đi trước anh Bảo không rồi? Ừ. Anh Bảo hôm nay đi chậm vậy? Anh Bảo chuẩn bị cái điện thoại trên tay, tại vì nếu như bây giờ những cái đèn cảm ứng á tắt không? Tắt á, thì anh Bảo bật lên cho Sala nhé, để cho khán giả nhìn thấy không gian bên trong cái hang, bên trong hang đá nè. Ok Sala. Ừ. Ở đây nè, mình sẽ rẽ bên trái. Mình vào đây có một điện thờ. Đây là điện thờ đặt tượng của Tây Phương Tam Thánh Di Đà Tam Tôn, và xung quanh chính là Thất Phật Dược Sư, những pho tượng của các vị, những pho tượng của Đức Phật Dược Sư rất là đẹp. Sau khi chiêm bái xong ở trong điện thờ của Di Đà Tam Tôn xong đó quý vị, thì mình sẽ tiếp tục hành trình, tiếp những chặng đường ở trong hang quý vị nhé. Nơi Đức Phật Thích Ca đang tọa thiền thì có một cái hồ nước, cái hồ nhỏ thôi, phía trước là nước rất là trong. Chị đang hỏi là phong anh. Ở đây còn mình lên đây thì mình sẽ bắt gặp một điện thờ. Điện thờ nơi đây thì nhà chùa đặt khá là nhiều tượng của Quán Thân Bồ Tát, gồm có 6 tượng Quán Thân Bồ Tát và bộ tượng Di Đà Tam Tôn, gồm có tượng của Đức Phật A Di Đà, tượng của Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Cẩn thận, cẩn thận. Dạ không, mình vô trong đây mình bái Phật, mình dòng ngược lại. Dạ, ở đây là mình hết đường rồi. Đây là Sala đang dòng lại đó quý vị. Mình dòng ngược ra để bắt đầu mình tiếp tục hành trình. Vậy là anh ấy ngủ đường sao đi, được nghỉ phép đi hả? Ừ, anh đó là có một khán giả đó quý vị. Ngủ Sala, ngủ Sala đi
đi Đà Lạt mà đi đồng hành đi xe máy đó, chạy từ từ lên Đà Lạt. Nhưng mà hôm nay mình ở chùa Hang Châu Đốc rồi, cho nên là chắc là không có kịp về, tại vì tuần tới là rủ đi nhưng mà chắc là không kịp rồi. Ở đây có cái bảng đó là tổ Đạt Ma Khai Thị Tây Phương Bổ Điện. Tây Phương Bổ Điện. Đây mình sẽ chuẩn bị mình đi lên. Quý vị ơi, có hai anh chọn một cái gọi là cái phông nền chụp hình, nó rất là, phải nói là rất là huyền bí. Một nơi huyền bí vô cùng. Có gì lên Sala TV mình coi lại. Dạ. Đó, đây một cái hang. Có video trước Sala thâu hình đó, có những khán giả họ bình luận thực sự là khi họ đến đây á, họ đi trong hang này họ cảm giác họ lạnh hả, thực sự là như vậy đó quý vị. Sala đi bên ngoài Sala cũng có cảm giác đó. Ở đây chính là điện, một điện thờ, và nơi đây là điện của Địa Tạng Bồ Tát nè, có nhiều tượng Bồ Tát, tượng Bồ Tát Địa Tạng đó quý vị. Hôm nay mình đi chủ nhật được nhiều người mình ra đi vô hang ha Sala. Mỗi đúng lần rồi. Mình đi là mỗi lần chỉ là có hai người thôi. Có hai người mình đi lầm lũi ở trong hang. Nhưng mà hôm nay mình đi mình có gặp thêm nhiều người đi hành hương, trong đó có khán giả của mình nữa. Mỗi lần đi hành hương như thế này, đi thâu hình đó quý vị, ở các cảnh chùa thực sự là khi gặp khán giả Sala mừng dữ lắm, mừng vô cùng luôn. Mặc dầu không nói chuyện nhiều, chỉ gặp nhau cười nói rồi người ta sẽ nói là có cái xem kênh Sala vậy vậy đó, nhưng mà vui lắm. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi đó người ta đặt một cái máy nhạc á, cứ hát như thế này đó, máy nhạc điện năng lượng đó. Tại vì ở trên đó quý vị, ở trên mỗi cái nóc hang như thế này nè, nói xuống một thôi, đều có một cái nơi thông linh bên ngoài để mà tạo không khí trong hang đó. Mình nghe tiếng nước chảy có nghĩa là mình đã sắp đi ra khỏi hang rồi đó. Tại vì phía dưới sẽ có tượng của Quan Thâm Bồ Tát, thì có cái dòng nước mà người ta cho mình uống được luôn đó nha. Nhớ. Đó, thấy rồi. Ở đây lên là nước uống. À,
một đứa bé đó quý vị. Nhưng mà khi tới trước Đức Quán Thâm Bồ Tát, thấy có cái ráo múc nước uống, bé đã cầm cái ráo lên và được mẹ hỗ trợ múc được một ráo nước uống. Đây, Sala thâu lại cái khoảnh khắc này để chia sẻ với khán giả, nó rất là thiêng liêng, một cách rất là tự nhiên. Mình tiếp tục hành trình đến Thích Ca Bổ Điện. Thích Ca Bổ Điện là mình đi xuống, còn ở trên là Di Đà Bổ Điện. Mình lên Di Đà Bổ Điện nhé. Có khi mà Sala thâu hình chùa hang cho quý vị nhìn xem á, mình rất là thích thâu những cái sợi dây leo như thế này quý vị ạ. Nó rất là đẹp. Wow. Ở bên đây hình như anh Bảo có một con đường mình đi lên nữa không Bảo? Không anh, được có lên gò mà hết cho lên. Hết rồi phải không? Hình như là người ta vẫn tiếp tục xây dựng cái công trình gì đó. Người ta không cho nhưng lên. Mà chưa, người ta đã dừng lại. Tại đây chính là Di Đà Bổ Điện. Để Sala đưa quý vị vào trong điện. Hôm nay không có cái bàn để mà cầu ăn cầu siêu nữa rồi. Bình thường là có một cái bàn và có một vị Phật tử công quả đó ngồi đó để mà cầu ăn cầu siêu. Tại đây chính là Di Đà Tam Tôn. Ba pho tượng rất là đẹp và xung quanh còn có tượng của Đức Phật A Di Đà rất là nhiều. Tại Di Đà Bổ Điện đó quý vị, Sala với anh Bảo sẽ đi lên nơi mà có đặc tượng của Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu ha. Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu. Tại đây mình đi lên trên một cái Phật cảnh mà rất là, phải nói là rất là đặc biệt. Phật cảnh này hầu như là chỉ ở chùa hang Châu Đốc mới có đó quý vị, là những pho tượng của Di Đà Tam Tôn và pho tượng của Phật Thích Ca Niết Bàn. Người ta khắc ẩn ở trong vách đá, vách núi đó quý vị. Để Sala gửi lại hình ảnh này cho quý vị nhìn thấy một lần nữa những bức tượng của các vị Phật và các vị Bồ Tát được khắc ở trên vách đá, ẩn ở trong vách đá và có những cái cây thằng lằn leo lên như thế này. Con cứ đi bình thường đi. Cứ đi đi con.
Và đây là Đức Bổn Sư Thích Ca, tượng nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. Đây mình xuống lại nè anh Bảo. Đi. Ừ, mình không cần phải đi lại con biết đường rồi, cũ. Đi mình đi đường mình xuống luôn. Dòng xuống đây mình vẫn xuống được ha. Đến Phước Điền Tự đó quý vị. Thì Sala đang đi lúc này là giữa trưa. Nhưng mà cái không gian nó rất là mát mẻ. Vì hôm nay là bầu trời của Châu Đốc cũng không có nắng. Hết, bên đó hết anh Sala. Ừ, mây rất là nhiều. Và đi trong những cái hang đá như thế này, cái không gian nó thanh tịnh lắm, nó tĩnh lặng vô cùng. Vào đây cái tâm mình được thư thái hơn. Đây là cây vú sữa, một cây vú sữa nhỏ thôi quý vị, chưa có trái. Tại đây thì phải nói là cảnh chùa thuộc vào hàng thanh tịnh cũng như là bậc nhất tại miền Tây của miền Nam Việt Nam đó quý vị. Một ngôi chùa nằm ẩn vào trong những cái vách đá của núi Sam như thế này, ở trên triền núi. Quay không? Quay video không? Lên hình nha. Không chịu hả? mấy mấy đứa nhỏ làm công quả trong chùa quý vị ạ. Thấy anh hả? Thấy anh, chào anh, anh hỏi video, quay video không? Dạ. Ở đây thì khách hành hương nướng nước suối để uống nè quý vị, nướng nước uống á. Đây là nước chảy ra từ bình cam lồ của tượng của Bồ Tát Quan Âm. Dạ, chào sư cô. Để Sala đưa quý vị vào trong để bái Thích Ca Bổ Điện. Dạ sư, sư cho em có hỏi đi đường xuống đường nào vậy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại đây quý vị đến đây quý vị hãy cùng Sala nhìn ngắm một phong cảnh. Phong cảnh này chính là vị trí đây chính là một cái triền núi đó quý vị. Mình nhìn ra ngoài xa xa, mình nhìn lại dãy Thác Sơn nè, và con đường phía dưới chính là tỉnh lộ 955A đưa quý vị, từ đây mình vào trong nhà bàn tỉnh biên đó. Mà hôm qua, cái hành trình hôm qua là mình có đi rồi đúng không? Mình đi vào núi Cấm, mình đi con đường đó. Ở đây là những cánh đồng lúa mênh mông và nhà dân ở phía dưới
chính giữa còn có những cái gặng cây nhìn rất là thơ mộng, một cảnh miền sông nước của miền Tây ở Nam Bộ hiện ra phía trước. Xa xa đó quý vị, bắt đầu nước cũng đã vào đồng rồi. Mùa nước trong vòng một tháng nữa tới đây thôi là nước sẽ ngập hết các cánh đồng. Đúng không anh Bảo? Đúng vậy. Mỗi lần anh Bảo đi vào cái gầm tháng 10 đó là anh Bảo thấy không? Nó có một cái câu hát rất là hay. Mưa trắng trời, nước ngập đồng xa. Mẹ chèo xuồng, hái bông sung trắng. Lót dạ cho anh khi lúa tràn về. Câu hát này của ai anh Bảo biết không? Của ca sĩ nào hát anh Bảo biết không? Chị Tư phải không? Chị Tư Cẩm Ly, đúng rồi. Trời ơi, không nói tên ca sĩ mà đi nói ha, cái việc danh ra. Nhờ... Chị Tư là người ta biết mà. Chị Tư ha. Yeah. Thời gian gần đây thì quý vị thấy rồi, chị Tư cũng có lên livestream. Cũng có xuất Tư Bến Phà hả? Ừ. Cô Tư Bến Phà đó. xuất hiện trở lại với khán giả. Ở đây nè quý vị, mình còn có thể nhìn bao quát cả một cái khu chánh điện ở phía dưới và những khu thờ tự, khu Phật Pháp như thế này. Nhớ không, mình chưa có đi qua nhà thủy tạ, hôm nay để Sala đưa quý vị qua một cái đây. Đây là một cái điện thờ thủy tạ đó, rất là đẹp. Ở trong lòng núi như thế này và có một cái hồ nước đó, đẹp tuyệt vời. Có những khung cảnh rất là đặc biệt của chùa Hang. Đi xuống đường này luôn ha Sala. Ừ. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ đi ra đó ha. Đi ra mình qua cái điện thờ thủy tạ đó, mình cho khán giả thấy được cái khung cảnh đường trước, mấy đằng trước, những cái clip trước là mình chưa có đi, mình chỉ ở trên đây quay xuống thôi. Thì bây giờ mình đi xuống đó. Ừ. Nước xanh quá. Nước xanh biên biếc luôn. Cái nước màu xanh như thế này và nó không có trong đó quý vị, theo như Sala được biết là do nước nó gọi là nước nó trong một cái không gian đó là gọi là tù. Người ta tù có nghĩa là không có cái dòng chảy. Và năm tháng trôi qua thì cỏ cây hoa lá rụng xuống nhiều quá và rong rêu ở trong đó nhiều, cho nên nước có màu xanh thâm thẳm như thế. Nó không trong được. Ở đây là những cái cảnh, những cái góc máy quay như thế này nè. Và nếu như mà mình đi ở đây thì chẳng khác nào những cái phong cảnh tuyệt đẹp trong những cái phim cổ trang mình xem á. Nơi đây mà nếu như ai đóng phim cổ trang mà quay ở đây là đẹp vô cùng. Con qua đây con bái Phật đi. Lại Phật nha. Qua không? Qua lại Phật không? Đây là tượng của Bồ Tát Quan Âm. Anh Bảo thấy tượng Bồ Tát Quan Âm đặc biệt không? Ừ, đây là tượng tứ diện đúng không? Phải tứ diện không? Tam diện. Tam diện hả? Chắc không? Chắc. Đó, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tam diện. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Ở đây là cũng lần đầu Sala đến Phật cảnh này luôn quý vị. Trước đây tam là diện. Mình ở trên, mình thâu hình thôi, mình không có đi xuống.
vô lại bình thường đi ra. Cứ vào đi anh. Quý vị ơi, cách hành hương hôm nay á, là người ta thấy Sala cầm máy quay như thế này nè, cái không người ta ngại, người ta sợ là người ta bị làm gián đoạn cái video của Sala, nhưng mà không có. Sala càng thích khi mà vừa quay mà có khách đi tới như vậy, mình thâu hình vô nó đẹp hơn nhiều lắm. Và nhiều khi những khán giả người ta về người ta coi lại video á, ta thấy có mình xuất hiện trong đó, phần nào người ta cũng rất là hạnh phúc. Vì đi chùa mà nhiều khi lưu lại những khoảnh khắc đi chùa như thế này thì ai xem lại cũng đều thấy là hạnh phúc hết. Sau khi bái tượng Quan Âm Tam Diện đó quý vị, một cái Phật cảnh là một cái điện thờ thủy tạ, thì bây giờ Sala đang đi di chuyển lại xuống chùa Hang nè. Mình xuống ở đây là mình xuống chánh điện. Tại đây còn có một cái bậc thang đi lên trên đó, nhưng mà đóng cửa rồi. Người ta đóng cửa gào lại rồi. Có thể là những cái nơi định tu chẳng hạn. Con đường đi ra nè quý vị, tại đây còn có tượng của sư tử. Nhìn tượng của hai ông sư tử. Và tại đây mình còn đi một vòng, một cái săn nữa. Cái săn này mấy lần trước là anh Bảo có đi chưa? Chưa. Mình đi là mình đi thẳng xuống không. Đúng à, mình chưa có chưa dạo trên săn này. Săn này rất là mát. Lần này là mình đi lại phật cái phật cảnh chỗ gì đó. Chỗ gọi sao ta, ở đó là một cái điện thủy tạ, điện thờ điện Quan Âm thủy tạ, thủy tạ. Ở cách giữa những cái hồ nước là người ta thường là người ta gọi là thủy tạ. Đây quý vị ơi, có cây hoa, hoa giấy đó quý vị, hoa đẹp lắm, hoa màu cam với màu hồng đúng không, để Sala thâu cho quý vị nhìn thấy nè. Đó, cây hoa đó quý vị. Những cây hoa đẹp lắm. Hoa giấy màu hồng nữa nè. Có những cành hoa hồng, màu hồng, hoa giấy, nhưng mà nó có hai sắc màu, đó là màu cam và màu hồng, đẹp lắm. Ở đây cũng vào giữa thu rồi, cho nên khí trời nó cũng là khá là mát mẻ. Mình đi ra đây mình không có bị nắng chói chang, nắng gắt ha. Ở phía sau Sala nè quý vị, có những cái mảng xanh rất là đẹp. Đó, mảng xanh của triền núi Sam. Khung cảnh ở phía dưới triền núi. Nhưng mà ở dưới mình chạy lên đó, mình nhìn lên núi chùa Hang này á, mình nhìn lên núi mình thấy chùa Hang thì nhìn đẹp lắm. Ngôi chùa với mấy ngói đỏ đỏ nằm thấp thoáng dưới lại những cái gần cây xanh, nó rất là bình an. Tiếp tục con đường này là mình đi xuống lại chánh điện. Trên đó là cái vừa rồi mình đi ở nơi đó là pháp giới, pháp giới trang nghiêm, có một cái cổng. Ở đây Sala thấy có nhiều nón lá quá, hình như là người ta đang phơi đúng không anh Bảo? Đang phơi á. Nơi đó có cái tháp gọi là tháp chuông. Những cái nón lá đẹp lắm nào quý vị ạ.
Trên đó có khắc các cái chữ. Người ta viết chữ xong người ta phơi. Và tính là tháp chuông của chùa. Khi mà mình đi tới đây á, mình nghe được cái câu thông báo là cũng là mình đến gần chánh điện rồi đó. Ở đây có một cái biển, cái nơi người ta ghi trên cái tường đó, ý nghĩa của cuộc sống là sao? Là sống có ý nghĩa. Ý nghĩa cuộc sống là sống cái ý nghĩa. Qua đoạn này là mình đã tham quan chiêm bái cũng như là bái Phật xong rồi ha, xong khu vực bên trong chùa hang rồi đó quý vị. Trước khi vào chùa để giày dép đúng nơi quy định, không mang thức ăn nước uống, chỉnh trang y phục trước khi vào chùa để giữ gìn. Tại đây Sala đứng thầy đợi anh Bảo à. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, xin quý khách không để giày dép. Mình nhận lại giày dép. Bây giờ quý vị ơi, đến đây thì mình cũng đã đến chiêm bái vãn cảnh, hầu như mình tham quan và mình trải nghiệm lại con đường. Con đường đó là con đường nằm trong cái hang, và nơi đó có cái hang thực tế là nơi có cặp mãng xà, và kế bên là một cái hang nhân tạo sau này nhà chùa tạo tác, nhà chùa dựng nên để góp phần tăng thêm cái sự trải nghiệm Phật pháp cho những người đi vãn cảnh chùa đó quý vị. Tại đây Sala Thâu chú quý vị nhìn thấy những dòng người đi hành hương từ ở phía dưới đi lên trên chùa hang nè quý vị. Hôm nay là con đi chùa hang và con rất là có duyên khi mà con gặp được ba cô ở đây. Thì cô có thể cho con biết là cô ở đâu? Tôi ở đường Cài. Dòng Riền á. Dòng Riền là ở đâu cô? Thạnh An, Thạnh Lộc. Thạnh An, Thạnh Lộc là cũng trong An Giang này hả cô? Nếu Dòng Riền là Kiên Giang. Dòng Riền là dòng Kiên Giang. Kiên Giang thuộc về Kiên Giang. Mà nhỏ này ở xã khác, tôi ở xã khác. Dạ. Mấy cô đi như vậy là mấy cô đi đông không? Đi xe 7 chỗ là có 7 người à. 7 chỗ là đi 7 người. Bây giờ còn 4 người nữa. Mấy người lên trên nó tham quan rồi. Lội xuống tới đây. Dạ. Cho con hỏi là tại sao mấy cô biết chùa hang mà mấy cô đi vậy? Chùa hang bữa nay là mới đi lần đầu à. Cho cái ông thầy bắt bài, ông chở cho mấy nhỏ đi chơi. Chứ đi chùa núi Sam đó, chứ đi qua Điện Biên, với ông Phật nằm, tại vì ở đây. Cô đi như vậy được, cô đi bao nhiêu ngày? Đi hồi sáng đi, giờ chiều thì về. Sáng đi chiều về thôi nha. Dạ. Đi ở lâu. Dạ. Tại cũng có 3 tiếng đồng hồ gì ha. Vậy là hồi sáng giờ mình đi chùa nào chưa? Chùa đi chùa núi Sam rồi. Là chùa Bà Châu Đốc. Chùa Bà Châu Đốc. Đi qua bên chỗ Phật nằm. Rồi lại đây. Dạ. Mình lại đi qua tỉnh Biên. Mình lại đây như vậy á, thì mình có biết chùa hang là có câu chuyện nào nổi tiếng không cô? Chùa hang này đi mới đi lại cái đây chưa có đi lần nào. À, chưa đi lần nào, lần đầu tiên luôn. Lần đầu tới đây rồi cho mấy đứa nhỏ nó lên trên chơi rồi mấy gì. Dạ. Chứ mỗi lần thì cũng đi qua núi Cấm nha. Mà về chuyến này không có đi. Đi mau về rồi. Lần này là mình không có đi núi Cấm. Không. Mình chỉ đi chùa Bà Châu Đốc. Rồi mình đi vào chùa hang này.
Dạ, rồi chuẩn bị là chiều nay là mình về trong kia. Nữa là về rồi đó. Dạ, lại đây nữa là mình về ha. Dạ. Bây giờ sau cái video này đó thì ba cô trở về, ba cô bấm vô Sala TV sẽ thấy cái video là để chùa Hang 2023. Mấy cô coi trong đó thì trước khi mấy cô thấy được cái đoạn phỏng vấn này đó thì mấy cô sẽ chào mấy chị ha. Em là Sala TV mấy chị nha. Dạ. Thì lúc đó dạ đúng rồi em nè. Dạ em quay video ở chùa Hang này đạt 1,1 triệu view lần đó. Dạ. Và đến nay thì trên YouTube. Rồi, trên YouTube là có duy nhất một video của em thôi. Em phải tự tin lại như vậy. Dạ. Dạ. Vậy là nói là về là mở ra coi là thấy à. Mở mình vô YouTube xong mình vô tìm kiếm á, mình bấm Sala TV. Dạ là nhưng mà tầm khoảng chắc 10 cũng khoảng hơn 10 bữa đi. Tại vì con ở thành phố, ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Con đi một chuyến như vậy đi rất là lâu. Tầm khoảng cỡ tuần lễ 10 ngày con mới về lại thành phố và về lại con mới đăng cái clip này. Dạ. Hôm nay là đi riêng, đi từng tỉnh từng tỉnh. Có dịp là con còn đi nữa, nhưng con sẽ đi theo một cái những cái chuyến rất là đông. Ví dụ như một chuyến như vậy là tầm khoảng mấy chục người lận. Rồi có đi từ thiện này nọ nữa, nhưng mà hôm nay là con đi hành hương, con trở về chùa để con thâu hình lại hơi rất là có duyên gặp được mấy cô cũng trả lời rồi con. Nhưng mà thật ra là mấy cô cũng là lần đầu cho nên mới đi tới đây thôi. Chứ nếu như mà đi được ở trên kia thì con sẽ hỏi mấy cô là mấy cô sẽ thấy chùa như thế nào rồi. Nhưng mà mình đến đây mình thấy chùa sao? Tới đây rồi mấy nhỏ đi chảnh rồi. Mà mình nhìn lên chảnh mình thấy chùa Hang như thế nào cô? Hả? Nhìn thấy cảnh chùa sao? Cảnh chùa mình chưa đây đi tới. Đây đẹp quá nha. Ở đây thì đẹp nè. Cảnh này đẹp nè. Mới lên tới đây thấy khen mặt ngon lắm. Nó mát mẻ rồi, thấy mấy chị em ngồi đây nè. Dễ chịu. Nãy mới nói đây nhìn cảnh lên đẹp quá rồi thôi mình ngồi đây mình cho mấy nhỏ đến chơi đi rồi đường lớn mà về. Vậy à. Dạ. Đường im hơn. Đẹp. Đi không thấy bả mệt vậy thôi ngồi đi dưới bả luôn. Chứ theo lội đi được á. Vì nó mình hơi yếu mát nè, không có đi xa. Cái đường nó lên nó đi lên nó lên mát vậy. Rồi cảm ơn các cô đã dành cho Sala một khoảng thời gian vừa ngồi nghỉ nhưng mà cũng vừa trò chuyện với lại em ha. Em rất là cảm ơn rất là nhiều ha. Rồi hai cô và một chị đi. Rồi có duyên mình ở cảnh chùa nào đó mình lại tái ngộ, mình gặp nhau nữa thì mình sẽ dạ. Rồi cảm ơn và con chúc cho hai cô và em chúc cho chị sau cái chuyến đi này mình cầu được nhiều tài lộc và đặc biệt là mình cầu được sức khỏe, bình an cho mình và những người thân của mình. Rồi chúc hai anh làm chương trình ngày nó phát triển ngày chịu like nha. Chịu like luôn. Rồi nghe câu này. Tôi chúc cho anh hai người gì luôn. Nghe câu này dù là có bao nhiêu những cái gọi là lên dốc xuống dốc có mệt gì cũng tan biến nha. Cũng tan biến luôn là vì mình chúc được cái chịu like là một điều ai cũng muốn như vậy. Chịu like là nhiều hơn gấp 3 lần. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn hai cô. Dạ, có duyên mình gặp lại nha. Bây giờ con xuống chùa tiếp tục. Bữa nay cũng hên lắm mới gặp chú ha. Không, phải nói là con hên con gặp được hai cô với lại mà dưới chị. Đằng này cũng vậy đó, đâu có hồi nào giờ đâu có gặp mấy chú lần nào đâu, bữa nay cũng gặp cái duyên. Dạ, cũng là một cái duyên của mình nha. Dạ, theo mà hai người đi luôn là mình đâu có cái duyên đâu biết đâu. Không, lúc mà ở trên kia là con cũng để ý với lại cô, tại cô nhìn con cứ cười. Những người nhìn con cười thì con có khả năng nói chuyện được, còn ai không cười mình không dám nói chuyện. Rồi cảm ơn nha. Sala đi đến đây là đã đưa quý vị đi một vòng để bái Phật viếng cảnh trở lại chùa Hang trong năm 2023. Và đó cũng là video mà Sala muốn dành tặng cho tất cả quý vị khán giả của Sala ở trong nước và ngoài nước. Tri ân lại quý vị đã xem video chùa Hang cách đây 2 năm. Một video đã đạt được 1,1 triệu view. Và bây giờ là video mới nhất để Sala gửi tặng lại tất cả những khán giả cũ cũng như là những khán giả mới có dịp tìm hiểu và nhìn ngắm lại cảnh đẹp Phật Pháp ở tại Phước Điền Tự mà người dân còn quen gọi là chùa Hang Châu Đốc. Và bây giờ là mình sẽ đồng hành chở về xuống phía dưới để mà lấy xe máy quý vị nhé. Vừa rồi đó quý vị, Sala bước lên đây
đi lên và có gửi lại một cái lời hẹn ước đối với lại một chị bán nước uống ở đây. Không biết em hẹn với ai, nhưng mà thôi thì không cũng được, như là một có thể là mua một người một món đi ha, để cho đồng đều. Nhưng mà chị ơi, em chỉ cũng mua một cái ly nước nước sâm thôi, ngọc é, làm cho em đi nhỏ thôi. Anh Bảo uống không? Anh Bảo uống thì mình lấy cái ly lớn hả? Có ly lớn không? Đi nhỏ hai người, rồi làm hai ly cho em đi. Vừa làm nước uống thì em hỏi chị vài câu được không? Được. Chị bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Được mấy năm rồi? Cũng lúc trước bán trên kia kìa, giờ xuống dưới này. Dạ. Chị bán ở đây thì chị biết chùa hang mình có cái sự tích gì không chị? Có nghe kể về sự tích gì không? Cũng có nghe kể. Nghe kể gì chị có, chị nhớ không? Bên này... chị nói sơ sơ thôi. Cũng là nhớ. Nhớ gì vậy chị, kể em nghe được không? Em thì em nghe nhiều người kể rồi, nhưng mà em tò mò lắm, em lại muốn biết là có một người bán lâu đời ở chùa hang kể em nghe câu chuyện được không? Sẽ tức hai gắn hả? Đúng rồi đó, em muốn kiểu chuyện hai con rắn hả chị? Kể được không? Được, lai gai. Lai gai ha. Thấy làm phiền chút xíu, em gắn này trên cho chị. Trời, gắn luôn hả? Trời, gắn thâu âm, cái chất lượng âm thanh nó cho nó nghe. Chết rồi, lên đài luôn rồi, xỉu luôn rồi. Lên đài, này mình lên đài. Em lên đài là em giúp chị, là khán giả của Sala TV thấy chị ha, sẽ ghé đi mua, đi chùa hang là ghé mua nước của chị. Trời, đó. Cái gì? Bây giờ... một ly đầu tiên ha. Rồi. Một ly nữa đi. Rồi bắt đầu chị kể câu chuyện con rắn cho em nghe nha. Rồi. Quý vị, clip video trước á quý vị, thì quý vị nghe Sala kể chuyện hai con rắn. Nhưng mà ngày hôm nay trong video này, Sala trở lại chùa hang. Sala muốn một chị bán nước ở ngay chùa hang này. Chị bán cũng đã lâu rồi. Chị sẽ kể lại câu chuyện hai con rắn ở chùa hang đến quý vị. Mà sao thấy hồi hộp quá ta? Mình có kể bình thường. Chị cứ xem như là không có cái máy quay này đi. Mà anh Bảo đứng ở đâu đó vô hình đi. Chị rồi. Xem như cái người quay phim vô hình. Rồi đúng rồi, người vô anh Bảo quay vô hình. Bảo thấy đẹp chưa? Thấy góc quay cho chị đẹp chưa? Quan trọng nhất là chị nha, quay cho chị á, cho chị lên hình cho nó đẹp. Cho chị lên hình luôn. Cho rõ. Rồi chị làm nước đi, vừa làm nước vừa kể cũng được chị. Rồi, hồi đó giống như là có một bà thợ ở nơi ở thành phố. Bà rồi. Xuống đây bà tu. Là tu, khi bà tu á là bà ở bên chùa Hang bệnh á. Chùa Tây An. Chùa Tây An. Rồi bà đông quá đi, bà mới không có mà tập trung tu. Rồi bà mới đi lên núi. Lên núi mà kiếm một nơi thanh tịnh á là bà mới tu. Nhưng mà không ngờ là bà đi đó có hai vị rắn, có cái hang, có hai vị rắn. Bà mới lập ngôi đền thờ tu đó luôn. Rồi khi mà bà tụng kinh á, là hai vị á, là bò ra để nghe bà tụng kinh. Bữa nào bà mệt, bà không tụng kinh á, là hai vị á, sẽ hầm hét lên vậy đó. Là khi bà tụng kinh thì hai vị đã quắn cái đầu lại nghe. Dạ. Chùa này linh lắm. Ở trên còn hai vị rắn chết nữa. Ở đó là em lên em thấy hai cái tượng. Hai cái tượng đó. Nhưng mà cái hang. Cái hang đó là sau qua tới chùa hang Hà Tiên luôn đó. Sau qua tới bên Hà Tiên luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái đường đâu không thấy nữa. Cái đường này người ta lắp lại rồi, đâu có cho lại. Đâu có đi được. Vậy hả? Chỉ thả hai chiếc dừa nước qua cho qua tới đó thôi. Chứ không có làm qua được. Chị biết sao mà người ta lắp lại không? Tại vì trong đó nó còn một vị nữa, một vị gắn nữa. Còn một vị? Dạ, nằm nhưng mà còn không biết kia là đâu? Còn vị kia thì mất. Mất? Vị kia mất hả? Còn một vị nữa? Còn vị nữa nhưng mà không biết vị đó là nằm ở hướng nào. Bởi vì đường đó trong đó đó. Có nghĩa là người ta đã đảm không bảo biết bây giờ còn an toàn. Ha. Bây giờ không biết còn hết. Sống hay là chết. Nhưng mà người ta là lắp qua, đâu có cho đi vào qua đó. Lúc đó vị kia mất là sao người ta biết vị kia mất kìa? Thì cũng nghe quý thầy người ta kể lại chứ quý mình có biết đâu. Chứ bây giờ mình lên trên đó thì mình cũng đâu có còn thấy
cái di tích nào mà xác định là có một vị đã mất ha? Đúng rồi. Ừ. Em đi chùa hang cũng nhiều tìm hiểu thông tin. Ở đây linh lắm, ngôi chùa này rất là linh. Dạ. Nếu mà quý em đi, nhưng mà mấy những cái mà giờ mà hợp á, là sẽ có một chị gắn bò ra. Bò nhưng mà bò lên vậy đó. Cho mấy em thấy như bự bằng cái lưu vậy đó. Bự bằng cái lưu luôn. Ừ. Có ai đã từng thấy cho chị? Có. Ở đây nè, dân ở đây nè, có thằng em trai nó làm hồ đó. Lúc trước nó đi lên đó. Lâu chưa? Cách đây lâu chưa? Cách đây cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm. Ừ. Nó đi lên, nó làm hồ. Bữa đó là bữa trưa, nó lên làm hồ quá. Nghe đồ đó là trên dãnh người ta cúng cho dân mấy vị ăn. Nhưng mà nó đi lên để nó ấy, nó lấy đồ quá. Lấy một lần xong, lấy lần thứ hai là gặp liền. Gặp. Nhưng mà khi mà gặp vị gắn đó thì em trai là đó bò chà càng bò càng bò niễn đúng không, cái câu người ta đúng dùng rồi. Ở đây người dân địa phương bò càng bò niễn luôn, có xỉu không mai chị, là hết nổi luôn á. Ờ, hết nổi luôn đó, là một cái gọi là khủng khiếp quá. Dạ. Từ nhỏ tới lớn mới từng thấy. Dạ. Dạ. Rồi đó, trên đó đó linh lắm. Hôm nay thì là em đi quay chùa hang cũng nhiều đó quý vị khán giả à, nhưng mà Sala chỉ đọc những cái câu chuyện thoáng qua thôi. Nhưng mà hôm nay được chị bán nước ở đây kể cho câu chuyện rất là chi tiết về hai vị gắn ở trong Phước Điền Tự là chùa hang của ngày hôm nay đó quý vị. Rất là hay. Em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Dạ. Dạ, trời ơi. Và bây giờ đó quý vị thì Sala cũng đã xuống lại ở phía dưới chân núi đến với cổng tam quan của chùa hang Phước Điền Tự. Đến đây thì video thâu hình về chùa hang của năm mới 2023 cũng đã hoàn thành. Và Sala rất là cảm ơn quý vị khán giả trong thời gian vừa qua đã dành thời gian của mình để theo dõi tất cả những video mà Sala thâu hình về chùa hang ở Châu Đốc cũng như là những ngôi chùa khác ở tại miền Nam Việt Nam. Xin cảm ơn và chi ân sâu sắc đến quý vị. Và quý vị hãy nhớ đón xem những video khác, là những video ghi hình về những chuyến hành trình mà Sala sẽ tiếp tục thâu hình để gửi đến quý vị trên kênh Sala TV. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý, phát lộc phát tài, cát tường quý vị nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.